Ôi mày, ngon quá đẹp. Quá đẹp luôn. Em lại thích chỗ này hơn mấy chỗ khác. Cái đá lạ lạ. Mà em đi lộn tới chỗ đó đừng cùng hết mày. Để chị luyện củ ôm kinh kinh chị lại đem ra xong rồi giờ chị ôm đá cho ok. Chờ chút xíu chị ôm một cục cái. Chờ chút xíu nha, để ôm đá lên chụp nha. Cái phần mẹ ôm cục đá này con chụp cho mẹ này nha. Rồi này cầm đi mẹ chụp mẹ ôm cục đá lên nha. Cái này đi không có mệt quá. Chơi chút nha. Có heavy không? Heavy. Mấy cái khác đi. Em cái nào không có heavy bưng một cái. Đá phun không sao. Vậy. Ủa có đen nào vậy không? Cho xuống thay gì. Vậy. Không mà con khỏi có đem, không mà đem gì sợ không? Có mà để gì sợ. Đó mà lượng lắm, còn đẹp mình đem gì sao không? Quyên nè, 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 nè. Đẹp mày nè, bỏ xuống mình đi. Ủa.